Xin thông báo siêu thị Farmer Garden Supermarket 10932 Westminster Avenue, Garden Road, Cali sẽ tạm thời đóng cửa để sửa chữa kể từ hôm nay 14 tây tháng 6 năm 2017. Tất cả các mặt hàng trong siêu thị sẽ được giảm giá lên đến 20% discount. Xin kính mời quý khách.